Tình xuân ơi về ban duyên cho bao đời tình nhân vai kề vai hạnh phúc. Người trên phố xe hoa đón dâu về nghe bao bao đâu đây ôi nhịp trống tưng bừng. Người người vui mừng xuân mới ra mà xem tiểu hoa ngàn màu khoe rực rỡ. Cánh mai nhấp nhô trên phố đông người nhanh 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 mơ về đón giao. Xuân vui, hey hey, một mình yên nơi nơi. Chúng tôi hiện đang có mặt tại Hội Tết Fairground tọa lạc tại số 344 đường Tô Liên. Và gian hàng của Viettoday Television hiện đang nằm sát bên gần bên cổng ra vào. Và bên cạnh chúng tôi là Tiffany, là hoa hậu áo dài năm 2009, và kế đó là cô Nam Minh. Chúng tôi hiện đang đứng trước quầy của Viettoday Television. Và ngày hôm nay thì nhiệm vụ của chúng tôi là giới thiệu đến khách du xuân Việt Nam chương trình phát hình đặc biệt của Viettoday Television trên làn sóng mới 26.5 và cover khắp vùng Bay Area. Và bên cạnh đó chúng tôi sẽ giới thiệu những dịch vụ ở thẻ ông địa Deluxe Telecom và dịch vụ báo Viettoday số xuân mới nhất vừa mới phát hành. Tiffany có muốn mở lời chào với tất cả khán giả ngày hôm nay? Tiffany xin kính chào quý vị khán thính giả ngày hôm nay. Và ladies and gentlemen, we are here today at the fairground celebrating the Chinese New Year's. Alongside with us, we have the Viettoday booth right here. We're going to have a lot of magazines displaying, as well as a satellite antenna that you can purchase here today at the fairgrounds just to connect into Viettoday. We're going to be interviewing a lot of guests and just joining in on the fun. Và từ sáng giờ thì Nam Minh đã giới thiệu dịch vụ thẻ ông địa đến tất cả khách du xuân chưa? Từ sáng giờ thì em đã giới thiệu được cho rất nhiều khách hàng về những cái mặt hàng mà trong Viettoday mình có, giống như là thẻ ông địa, rồi magazine, báo xuân, và em thấy là khách hàng ủng hộ cho Viettoday của mình rất là nhiều đó anh bạn. Và thưa quý vị, cho đến bây giờ thì chúng tôi đã phát hơn gần 3.000 tờ flyer đến khách du xuân. 3.000 tờ flyer đã được phát từ 9 giờ sáng cho đến bây giờ. Và chúng tôi tin rằng là từ bây giờ cho đến tối ngày hôm nay cũng như là ngày mai thì chắc chắn là số khách du xuân biết đến Viettoday Television sẽ là càng nhiều. Sinh viên đôi má môi hồng đang nói xuân sao chờ ngày sao vừa tới. Xa xa đồng lúa xanh ngời, anh nông dân cười vui bình yên đón xuân. Bao em thơ nô nức đêm ngày quên lời khôi à chờ ngày sao vừa tới. Một nam ca sĩ rất là nổi tiếng tại cộng đồng người Việt của chúng ta, đó là nam ca sĩ Bằng Kiều. Dạ, xin chào anh Bằng Kiều ạ. Chào Nam Minh và xin kính chào quý vị khán thính giả của San Jose đang theo dõi chương trình của đài TV Việt Today. Dạ. Hôm nay thì em thấy anh Bằng Kiều mặc một cái bộ trang phục rất là Tết, thì không biết là anh sẽ trình diễn những ca khúc gì trong chương trình ngày hôm nay ạ? Tất nhiên là Bằng Kiều có mặt ở đây ngày hôm nay ở hội chợ Tết Fairground ở San Jose ngày hôm nay để thứ nhất là được gần gũi với đồng bào, với quý vị ở San Jose nhân dịp Tết. Lúc nào Bằng Kiều cũng mong muốn được chia sẻ những cái Tết Việt Nam ở San Jose với quý vị. Và Bằng Kiều rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Bằng Kiều trong suốt thời gian qua. Nhưng cái điều quan trọng nhất là ngày hôm nay, trước khi hát thì Bằng Kiều xin được chúc quý vị và gia đình, những người thân của vị một năm mới sức khỏe, may mắn, an khang và thịnh vượng. Không biết đây là lần thứ mấy anh Bằng Kiều biểu diễn tại San Jose trong dịp Tết, và mỗi khi xuân về như thế này thì có một cái kỷ niệm nào làm cho anh nhớ đến cái Tết tại quê nhà không ạ? Kính thưa Bằng Kiều, được tham gia rất nhiều những dịp Tết ở San Jose, nhưng mà ở hội chợ Fairground thì đây là lần thứ hai. Kính thưa quý vị, Bằng Kiều rất là vui vì quý vị đến rất đông đủ và
ngày hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp, cho nên là ở đây một cái không khí rất là Tết, rất là đặc trưng Tết của người Việt Nam chúng ta. À, anh Bằng Kiều, trong cái không khí như thế này thì có một cái kỷ niệm nào mà làm anh nhớ đến những ngày Tết tại quê nhà không anh? Kỷ niệm thì rất là nhiều, nhưng mà ở đây chúng ta gần như là chúng ta đang ở Việt Nam mà sung sướng hơn ở một cái là chúng ta được đốt pháo. Kính thưa quý vị, ở đây chúng ta có mai, có đào và có đốt pháo, bánh chưng, bánh tét, tất cả đều đầy đủ. Một lần nữa Bằng Kiều xin chúc quý vị những điều chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Bằng Kiều trong suốt thời gian qua. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, đứng bên cạnh Nam Minh thì là một nữ ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Đó là nữ ca sĩ Hồng Ngọc. Dạ, xin chào ca sĩ Hồng Ngọc. Em chào Nam Minh và chào Việt Today. Thật ra là Ngọc rất là vui ngày hôm nay, ngày đầu xuân mà lại được trò chuyện với mọi người, thật là vinh hạnh cho mình rồi. Dạ, không biết đây là lần thứ mấy chị Hồng Ngọc tham gia tại hội Tết Fairground này ạ? Hình như là lần đầu tiên đó mấy ạ. Tại vì mỗi năm chị toàn là ăn Tết ở Việt Nam. Chị cái năm nay ăn Tết ở tại hải ngoại để xem coi cộng đồng người Việt mình vui như thế nào. Mà thật sự cũng giống như Việt Nam thôi, cũng rất là vui. Ngọc thấy rất là vui. Chị có thấy là khán giả tại San Jose này như thế nào hả chị? Khán giả San Jose thì quả số 1 rồi. Trời đất ơi, lúc nào cũng ủng hộ nghệ sĩ hết. Lúc nào Ngọc đi biểu diễn Ngọc cũng thấy trời đông mọi người để ủng hộ. Chị Hồng Ngọc có muốn gửi một cái lời chúc đến cho khán giả của San Jose cũng như là tại vùng Bắc Cali không ạ? Ngọc xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc, an lành trong cuộc sống và sức khỏe dồi dào. Sức khỏe nhiều, làm cái gì cũng thành công cả. Năm nay chắc chắn là thành công hơn năm ngoái rất là nhiều. It's Lunar New Year's. How do you feel about coming here today? I really like the atmosphere. It's very nice. Everyone's like really nice. It's a fun time. There's lots of things to do out here. The food is very good. I really like it. So all around very good. Mỗi năm thì mình thấy mọi khác. Thì thật sự năm nay thì mình thấy người Việt Nam mình đông và người ta bận áo dài rất là nhiều, làm cho không khí xuân rất là rộn ràng. Không biết là anh chị định cư ở Mỹ lâu chưa, và mỗi một mùa xuân về như thế này thì anh có nhớ một cái kỷ niệm gì về những ngày xuân tại quê nhà không ạ? Đối với bản thân của mình thì mình ở lâu rồi, bà xã thì qua cũng được 9 năm. Cũng lâu. Như vậy thì anh có nhớ nhà không ạ? Thật sự là mà nói thì mỗi lần xuân thì đối với Việt Nam thì lúc nào mình cũng có một cái kỷ niệm bên Việt Nam. Nhưng mà mình phải công nhận là càng ngày xuân ở bên đất Mỹ này rất là vui. Cũng không khác gì ở Việt Nam mình phải không ạ? Mình có thể nghĩ là đa số cái gì nó cũng đầy đủ hết đó. Đã vậy mình còn được nghe tiếng pháo nữa. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người với bao điều mong ước, trong hương xuân ta thấy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui.